Hai cả nhà có khỏe không? Và các bạn, xin chào các bạn và chào cả nhà. Hôm nay là Chủ nhật ngày bên Mỹ. Ngồi cái nhớ suy nghĩ ra ở Việt Nam rồi mới qua bên Mỹ rồi cái cảnh nhớ nhớ quê nhà đó, Việt Nam đó. Mình thử ra cái buồn nhớ là dĩ dãn cái chuyện của Việt Nam. Bữa nay tôi kể cho các bạn nghe và cả nhà nghe. À, cuộc sống của tôi như vậy đó, ở bên Việt Nam hồi chưa có qua Mỹ đó, cái để mần ăn, để mua bán tiệm tạp hóa với kinh doanh ở nhà cũng như ở chợ vườn nhỏ vậy đó. Hồi đó là mình bán thịt, cá, gà, vịt, rồi đồ gãy, các loại đồ gãy đủ thứ chân, rồi lớp nào trái cây đủ thứ hàng hết trơn, ai lại hỏi gì là có nấy đó, bán nhỏ nhỏ gì mà mua đủ thứ hết trơn luôn. Ở đó biết sao không, đi qua bển bán ở Việt Nam đó, bán đó cái từ chút vậy đó, ai lại hỏi gì, hỏi bạn ơi có đồ món đồ đó không, có cái biết sao không. Bán hồi đó mới có vừa chợ chưa có thành lập đó, chỉ bán hồi đó là mình với người mợ với mà một hai cái người anh ở xóm với cái người chị ở xóm vậy thôi, cái bán gì đó rồi xong cái thành lập không, chỉ là có bốn người à, bốn người sau cái cuối cùng được năm người mà từ từ cái ra thành lập được cái chợ luôn. Hồi đó mình bán là chỉ ở dưới đất á, cỏ không rồi dẹp cỏ rồi cái để cái mâm thịt bán, mâm thịt rồi đồ gãy đồ này kia nọ bán vậy đó. Rồi cái từ từ cái thành lập cái từ nhỏ 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 cái bắt đầu mới ra lớn lớn ra, lớn ra đặng cho mà đủ đồ. Sau này cái chỉ là mình với mấy người ra, chỉ có bốn với năm sau cuối cùng là năm người cái ra thành lập được cái chợ. Bây giờ cái chợ cầu Quán Gia lớn dữ lắm, lớn luôn, ra hỏi ai hỏi gì là có mấy. Rồi đó để mình kể cho nghe thấy cừ lắm, mình bán hột vịt lộn bán cái bắt đầu sợ chuột công lan đó, cái mình để trong thùng nước đá một túm vậy đó là 100 hộp, cái mình để mình quên lấy đi, tới chừng ta vô lục đồ ra cái nhịn nghe dịch dịch cái kêu chít 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 chít, tưởng sao quay ra là 100 con nó nở, 100 trứng đó, nó nở ra hết trơn đủ 100 hộp luôn. Cái mình biết sao không, cái mình đem ra ngoài, trong khi đó là hột vịt lộn, mà hột vịt lộn á có 3.000 hột à, cái mình hột vịt lộn nó nở á, nở ra cái mình bán biết nhiêu một con không, bán 6.000 một con. Thôi ôi thôi, người ta bu lại người ta mua, ủa sao mày có bà mày có mà vịt con nữa. Trời ơi bạn ơi, biết sao không, bán hột vịt lộn cái để quên đi, cái nó sót lại, sốt lại nó nở rồi kêu chét chét cái nghe không biết đi kiếm ở đâu dở ra 100 con nó nở, cái đem để trong cái thau đem ra ngoài á lỗ á, bán một tí xíu hết trơn luôn. Người ta mua người ta nhấp cá đó, với người ta mua người ta nuôi á, đời vịt thản đời xưa đó, cái cừ lắm, nhớ nhiều cái cũng vui dữ lắm, vui luôn Hoa này cái nhớ Việt Nam. với mình đi chợ đó, thường thường mình ngủ không được đó, mình đi chợ khuya á, ban đêm á, thức á, khoảng 12 giờ mới có ngủ, ít gì cũng là 12 giờ, trễ nhất là 1-2 giờ cũng không chừng. Cái rồi nhiều khi thức quên cái làm lay lay quay đó, dọn dẹp tới khi gần sáng rồi cái 2-3 giờ cái bắt đầu tranh thủ sẽ sẵn đi lấy hàng nữa, rồi lấy đồ cũng như làm cá rồi thịt á, thì người ta đem lại tới chỗ, cá tép này kia nọ đồ mình bán giá sáng đó, gà vịt á thì mình mần tại nhà, thịt heo á thì mình căn bính của người ta, cái bán lợ cắt đủ loại cá hết trơn luôn, cá gì cũng có hết trơn, cái mình đem về mình thức khuya đó cái mình đi bán vậy, cái quyết quen cái bắt đầu cái giờ mười mấy năm nay rồi mình không có biết ngủ là gì chứ, có khi mình thỉnh thoảng mệt mỏi dữ lắm mình ngủ chừng có 20 phút là dữ lắm rồi, là mừng dữ lắm rồi, cỡ mười mấy năm nay, gần 20 năm nay rồi đó, mình không có biết ngủ là gì chứ.
mà thức dậy á, ngồi dậy á, tỉnh táo bình thường lắm, không có mà nhức đầu nhức cổ gì chứ. Cái rồi xong cái sợ đi khám bác sĩ cái mới CT cái đò não, xong cái bắt đầu cái khám bệnh toàn bộ trong mình của mình không có gì chứ. Cái bác sĩ nói thôi giờ bác sĩ bó tay rồi, bây giờ bác sĩ nói sao biết không, thôi giờ hỏi hồi nào giờ cô có mà từng thức khuya không, nó dạ có bác sĩ ơi. Bác sĩ nói vậy là đúng rồi, bây giờ về phải tập giấc ngủ từ từ lại mới có ngủ lại. Mình là biết nhiêu năm chưa, cỡ 20 năm có rồi đó, mình ngủ có trong cho ngủ một đêm mình ngủ được nửa tiếng đồng hồ là mình thấy vui rồi, mà trong khi đó biết sao không ngủ chừng 20 phút là dữ lắm rồi, có khi lăn tới lăn lui tới sáng luôn không có biết ngủ là gì hết chứ. Mà thức dậy cho mình nó phải, bác sĩ kêu tập tập lần lần đi, rồi trong khi đó mình hả tỷ mình đang bằng công chuyện gì đó nha, cái nó ngáp ngáp cái mình thấy vậy cái mình bỏ đồ hết trơn luôn, mình ngã xuống mình nằm, ngã xuống nằm đó, thì nó hết ngủ luôn. Mình thử ra bây giờ đó, mình đi qua Mỹ mình tập lại ở không nó rồi quẩn nó rồi tập lại đang ngủ mà sao nó cũng vẫn y gan như vậy luôn, mà không biết làm sao bây giờ. Bây giờ hỏi cả nhà thử coi ai có biết á, cái thuốc gì đó mà chị ngủ không được đó các bạn cho chị biết nha, đừng cho chị uống chị ngủ được. Chỉ lại cho mình uống Cảm mình ơn cả ngủ được nhà nha. nhiều nha. Cả nhà giúp chị mình cho chị mình uống lên Các coi nha. bạn nào đó nhìn thấy mình lên như gì đó, nói mình than mình ngủ không được đó, các bạn nào nhìn nhìn thấy biết những các loại thuốc gì đó rồi chỉ cho mình uống nên mình ngủ cho ngon. Cảm ơn các bạn và cả nhà nhiều nha. Mình tại vì mình ao ước trong cái giờ giấc ngủ dữ lắm, thèm giấc ngủ từ chút luôn mà không có ngủ được, buồn lắm Chị ngủ không được nên chị ốm đó cả nhà. Còn mình nó luôn. nằm xuống là mình ngủ nên mình u nu. Rồi chị kể cái gì á, chị hái trái cây gì đó chị đi bán đó, chị kể cho cả nhà nghe đi. Hái gì, cam quýt gì đó. Hồi cấp mình mới có con của mình được 6 tuổi, 6 tuổi được đứa con gái. Cái con của mình đó nó còn nhỏ, cái mình ở nhà biết làm gì không, hồi đó mình đâu có tiền có bạc gì đâu, còn nhỏ mà đâu có tiền gì đâu. Cái mình mới đi gặp người ta nuôi nuôi heo đó, heo con đó, cái mình không có tiền, cái mình gom mình mót được 100 ngàn, cái mình mua con heo đẹp, con heo đẹp đó, trong khi đó con heo đẹp mà con heo cái nó tới 12 cái vú lận đó. Cái bắt đầu cái mình về mình nuôi nó thấy lớn thấy thương quá à. Cái mình thấy vậy mình mới để cho nó đẻ, đẻ nuôi đẻ, cái bắt đầu một con nó con heo đẹp đó, các bạn biết sao nó đẻ một lượt 12 con. Cái mình cũng rước mụ lại để dành để cho đỡ đẻ vậy ha, mà mụ đợi đứng đợi cho mình coi mình tập cho mình đỡ đẻ heo luôn. Cái người mà thú y đó mới đứng coi cho mình làm cái đẻ con nào nó gặn ra cái bắt đầu đẻ, cái xong cái mình lấy cái khăn đó mình lau nó lỗ mũi đó. Cái trong khi đó đẻ ra 11 con rồi, xong còn một con sau cuối cùng cái nó bị ngộ, cái mình quýnh hết trơn mình không biết làm gì. Cái ông thú y đỡ đẻ heo đó ổng kêu cháu ơi cháu nút nó kề cái miệng cháu nút nó ra. Trời ơi tôi gớm muốn gần chết, ôi muốn gớm muốn gần chết, Chị mà nói thiệt luôn hả? cảm thiệt luôn. Trời ơi. Cái bắt đầu cái sợ con heo mình chết đi, mình đành lòng kề cái miệng vô lỗ mũi nó mà máu nhớt nhau tùm lum, mình kê vô mình nuốt một cái hít cái một cái mình phun ra mình ói muốn chết, Heo sống mà không chị? trở lại con heo nó sống nhanh sống khỏe gu luôn, nó chạy buông ra chạy cầm 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 luôn. Nếu mà mình không cứu mình nuốt cái gì ghê gớm cỡ nào mình cũng phải cố gắng lên kê cái miệng nuốt vô. Rồi cảm thấy mấy bữa sau không có ăn uống gì được hết trơn, cảm thấy nó nhợn nhợn ra hoài, nhìn thấy cái cảm giác nếu mà mình không làm gì á thì chết có con heo của mình rồi sao, nó không tròn vẹn đúng 12 con.
cái xong cái bắt đầu cứu nó được rồi, xong cái biết sao mình nuôi nó. Tối á, cái buồn buồn á, mình ra đốt cái đèn ra ngoài, có mà cũng có đèn điện rồi, đốt cái đèn điện ra, cái ra ngoài đốt, cái nằm thấy nó bú đó, cái bắt đầu bú của mẹ, vú mẹ đó đó, cái mình thấy vậy đó, mình sắp nó lại, cho nằm đều 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 lại. Tối ngày mình ra mình nói chuyện với heo không, cho má bên thôi, má với ba đi, con tại sao mà con có bị cái gì không mà ra con nói chuyện với heo không vậy? Má ơi con thương nó quá à, con nói chuyện với nó chắc có thể nó nghe, nó con này con kia nó bú nó dành với nhau. Cái má thấy hồi hồi cái nó bú nó nằm nó sắp ngay ngắn lại, trời ơi cưng quá trời. Cái mẹ nó, mẹ của con heo nằm im gu, mình thấy cưng dữ lắm, cưng luôn. Cái mình nuôi được hai đợt heo, nó đẻ đợt sau cũng 12 con luôn, cái mình nuôi luôn, mình không có bán ai, mình nuôi tới lớn heo thịt luôn, cái mình bán mình mới có vốn. Sau vốn là mình gom lại, mình mới gom từ từ lại, mình có vốn lại, mình làm vốn. Cái sau đó cái mình thấy nó nuôi heo nái đời xưa mà nuôi cũng như dạng thấy lâu quá, thì ông già bà cả kêu phải tính nó cho rồi đưa nó đi, chứ để lâu quá nó cũng không được tốt vậy đó. Cái mình đưa nó đi hai lứa rồi, cái mình đưa đi thấy mình buồn dữ lắm luôn, cũng phải chịu thôi, tại vì nghe lời ba má về tính cho nó rồi, sợ nó cũng như nó nuôi già quá rồi, cũng như nó không có được ngoan vậy đó. Cái trong khi đó cái rồi xong mình bán heo đó, cái mình có được số vốn nữa rồi, bán con mẹ nữa được cái số vốn. Cái mình biết làm gì không, mình ra cái lò nấu rượu trắng á, rượu trắng với rượu nếp, mình ra lò mình nấu, nấu xong cái bắt đầu cái mình đi bỏ mối dài dài vậy đó. Trong khi đó chờ cái ngày mà mình nấu cơm rượu mình để ủ đó, cái xong cái mình mới đi có cái ghe một lần á, ghe 5 thước 5 hay hoặc 6 thước gì đó, lâu quá cũng quên. Cái bắt đầu cái mình mới đi mua trái cây, mua trái cây mình bán, bán á, chờ cái ngày mà thứ bảy chủ nhật vậy đó, mình đi lên hà thứ bảy chủ nhật vậy đó, cái mình chở con mình đi theo, nó mới có 6 tuổi à, mà chở đi theo thấy đà đứt ruột dữ lắm luôn. Đời xưa có ăn uống gì đâu, nấu cơm đem đi theo, ăn cơm nguội cơm lạnh, cũng đâu có nước đá đồ nhiều đâu, uống chỉ nước lạnh đem theo uống. Rồi trong khi đó cái lâu lâu cái đi cái ghé chợ đó, cái mua bánh hay hoặc mua bún gì đó cái đem theo cho con ăn. Cái hai mẹ con đi bẻ trái cây, đi bẻ trái cây gì đó, cái xong cái bắt đầu cái bữa nào mà mình nó chèo trên cây, chèo trên cây á, con mình ở dưới đất á, rụng trái nào cái nó tiếc nó xuống nó chạy lên nó lộn hết trơn à. Thấy đứt ruột lắm, hồi đó nó mới có 6 tuổi à, mà nó ngoan dữ lắm, ngoan luôn. Hai mẹ con gù ghìu gì đi, bữa nào cũng bẻ về. Cái bữa đó mua cái đám cam, cái mình coi đó, các người chủ nhà người ta coi đó, không có gạt ký. Cái mình coi mình mua mão, mình biết cái số đó rồi, số ký đó mình lời, cái mình mua mão, mão đó các bạn nhìn thấy biết sao, cái mẻ quá chừng gan trái luôn rồi, ga quá chừng ký luôn rồi. Cái mình mừng quá trời mừng, cái mình mời trước khi đó là mình ghé ngay bến nhà của người ta, sau này cái bắt đầu cái thấy bẻ ra ký quá chừng rồi, cái bắt con mình á là ngồi ngay chân góc đống đồ đống cam nó đi, con ngồi đây đi mẹ dời ghe. Cái dời xong cái bắt đầu cái dời khác bến á, chịch bến, cái mình vô đồ vô giỏ vô bao đó, cái mình vác lần lần xuống. Hai mẹ con đi về tới nhà cỡ 8-9 giờ về tới, má nhà má trông quá trời luôn, má với ba trông nói sao biết không, con đi con chở con của con theo còn nhỏ quá à, thì sao con đi tới giờ này mới về. Nó mơ con bẻ cam ra qua hàng quá chừng luôn à, mình thử ra con gán, mình thử ra má biết sao không, nếu mà má bẻ thì bẻ cho hết cho người ta, chứ để lại thì chúng bẻ hết, gán cố cố lên bẻ. Ngày đó mình cũng không biết coi trái cây là gì chứ, cái mình suy nghĩ làm sao biết, cái bắt đầu mình mua người ta bán ký cho mình đi, cái mình suy nghĩ lại, mình coi coi ký, coi ký bẻ xong ra cái sau này cái mình ít có mua ký lắm, mua đám không à, mua đám tính ra lời ngon lắm luôn. Hồi đó là mình ở Việt Nam là mình mần dữ lắm, cực dữ lắm luôn, không
có vợ ở không, qua Mỹ rồi cái thời gian á mình được hưởng thụ, được vui vẻ đồ ở không đồ á được, còn ở Việt Nam mình ham mần cho lắm luôn. Giờ qua Mỹ hưởng thụ một lúc đi cho nó vui đi, rồi con sẽ cái kiếm công ăn chuyện mần lại, cũng đi mần chứ đâu có nghỉ được đâu. Chị nói ham chị trắng kiếm bánh tiền gì á. Đó, chị trắng bánh gì đó, cái trắng bánh bên Mỹ cái đó. ngày mà mình qua, mới qua Việt Nam hồi tháng 7 đó, cái mình tháng 7 hồi 2018, cái mình mới qua tháng 7 2019 này nữa là làm đúng một năm. Cái mình đi qua đây á, có cái bà bác ở gần đó, gần ở nhà đó, bà nói con ơi con mới qua Việt Nam mà con chưa có công ăn chuyện mận, giờ bác nói như vậy có con đồng ý không. Cái nói với nhỏ em gì đó, cái nhỏ em nó nói hỏi bác nói cái gì, nói bác kêu chị của con á đi qua đặng phụ trắng bánh bánh ướt tiếp bác, hỏi chị con biết làm không. Cái em đứa em nó nói sao biết, trời ơi chị con làm cái gì chứ, cái đó là chị con làm khéo lắm không sao đâu. Cái mới về nói với tôi đó, cái bạn biết sao, các bạn nhà biết sao, thôi nghe nói mừng quá đi qua chán phụ tiếp bà. Cái bà bác cái bên á một tiếng đồng hồ là bà trả 10 đồng. 10 đồng cái mình suy nghĩ sao trời, 10 đồng nhiều quá vậy, tính ra tiền Việt Nam là 200 mấy tiền Việt Nam rồi, có 1 tiếng đồng hồ à. Ham quá mầm, hồi mấy qua tháng nay là qua mình trắng bánh ướt 1 tiếng 10 đồng, mình chán có le gai hoài quý à. Bởi mình thử là mình cũng có tiền của Mỹ mình xài cũng vui, nếu mà ít nhiều gì là cũng có yêu cầu có công ăn chuyện mặn là thấy mình vui dữ lắm, vui có tiền là vui dữ lắm à. 1 tiếng đồng hồ á, 10 đồng suy nghĩ tiền Việt Nam á, thì tới 200 mấy rồi, nhiều lắm rồi, bằng á, người ta mặn một ngày mình mặn có 1 tiếng luôn. Tính ra suy nghĩ vậy cái ham mặn vui lắm, không có bỏ cuộc. Cả nhà thấy chị kể giỏi không? Chị giỏi lắm đó. Ham mặn lắm. Phái thuận tiện là ở bên Việt Nam á, thì nó ghẻ ghẻ ít xịt à. Mình mặn có 1 tiếng đồng hồ về Việt Nam mình xài được 200 mấy. Thấy là vui lắm, vui luôn. Thấy mấy đứa em á, em ghẻ á, nó mặn á, hồ á, là nó tránh thờ hồ nó mặn ngày có 300 ngàn à, 300 ngàn tiền Việt Nam. Mình mặn tiếng đồng hồ á, thì 200 mấy rồi. Tính ra thì mình nhớ bao nhiêu đó, mình bởi vì mình ham mặn đó. Bữa nay hai chị em á, ngồi á, thấy không hơi buồn buồn. Bởi vì kể chuyện đời xưa của mình á, mình sống ở Việt Nam nó như vậy đó. Mình thử ra mình kể cho các bạn và cả nhà nghe, những mình nhắc lại cái cảnh của mình đời xưa như vậy đó. Rồi mình qua đây á, mình thấy qua Mỹ á, mình thấy cảm thấy nó sung sướng và nó hạnh phúc và vui vẻ. Mần ti là chưa có được mần nhiều tiền không, mà thấy nó cũng vui, rất là vui luôn. Tại vì xài đồng tiền Mỹ là thấy vui. Hồi đó mình mới qua đó, mới qua Mỹ đó, mình hả tỷ mình mua một cọng hành đi, cái mình nhìn cái bảng giá nó, cái mình suy nghĩ, mình đứng mình nghiền gì nữa suy nghĩ, ủa sao mà nó mắc dữ vậy. Cái suy nghĩ sao biết không, tính ra tiền Việt Nam là không dám ăn đâu, xài mua cọng hành của Mỹ thôi. Rồi tính ra tiền Việt Nam là không dám ăn thiệt. Mà nhớ chực lên thôi, mình ở đây gần một năm rồi, mình xài mình cũng quen quen rồi, nó cũng bớt ngán. Mình ăn cái gì mình cũng ít ngán nữa. Tính ra ăn á, một cọng hành á, bên bển mình mua mấy kilo bên Việt Nam. Hồi đó em cũng giống chị đó, mua đồ mà tính ra tiền Việt Nam đó, cái cầm lên để xuống. Thấy cự lắm. Mình nói ở Việt Nam đó, mình xài bạc giấy không à, mình đâu có cảm giác như thế nào đâu mà mình lộn đồng tiền đâu. Đi qua bên Mỹ nè, các bạn biết sao không, với bà con biết sao,
nhìn á mình đi dài dài đường, ủa sao đồng tiền ở đâu mà nó rớt dài dài đồng xu, tại vì bên nay bên Mỹ xài xu xu cũng nhiều lắm, xu với sen á, cái bắt đầu cái mình không biết cái đi dài dài cái gặp lộm cái mừng lắm luôn nha, trời trời cái đồng tiền này sao nó rớt như vậy, bên Việt Nam dễ gì mình lộm được đồng tiền như vậy, qua nay đi dài dài có khi lộm cả nắm Thường thường luôn. ngay cái chợ đó, trước cửa chợ đó, thì có rớt tiền đó. Người ta Ừ, gớt người ta gớt mình bỏ. hay lượm tiền lắm, vui lắm, lượm để dành về về để dành bỏ túi như kỷ niệm, vui lắm luôn. Nào giờ qua tới đây tới giờ chứ chưa biết đồng xài đồng xu đó, chưa biết kỹ nữa. Chỉ là biết á, biết đồng tiền giấy ha, chứ đồng tiền kia cũng biết hơi hơi giờ biết lại rồi. Mới qua là không biết đồng xài đồng đó là bao nhiêu tấm như vậy mới vô được một đồng. Rồi cái bắt đầu cái từ từ giờ quen biết xài lại rồi, cái đó qua là nhìn bù chắc luôn không biết cái gì. Như em bé vậy, em bé ai cũng vậy, từ từ quen thôi. Nói gì đi, nói gì cho vui cho tiếp đi, Chị nói đi. nói đi em nghe, Ừ. tại em thấy chị kể chuyện hay quá à, kể bên Việt Nam á. Hồi đó mình đi đi bán trái cây đó, cái dắp phi đó mình chở hàng cốc trái lựa hàng nhất với hàng nhì không à, ấy hàng nhất với hàng cơi không à, mình chở cho một ghe vậy đó. Mình ủ một đêm rồi cái mình đi bán một ngày một đêm, mình đi bán cũng như nó hơi hường hường rồi, cái xong rồi năm đó mình mới có 31 tuổi hả, cái mình đi bán rồi ra chợ Cần Thơ, gần tới Cần Thơ rồi, cái các bạn nhìn biết sao không, đi trời sáng trăng chạy máy cu le đó, chở một ghe đồ rồi chở con của mình theo nữa, con mình mới có 6 tuổi à, mình ở nhà thì mình nhớ quá mình chịu không nổi, mình đem nó theo, cái các bạn nhìn biết sao không, đi ra tới chợ đó, gần tới chợ Cần Thơ rồi, cái tới đó cái các bạn biết xong cái cục đáy của người ta đó, cục đáy lớn ở sông lớn mà cục đáy nó gãy ngang đi, nó bằng với mặt nước đi, cái mình không biết ban đêm mình không biết đó, mình chạy mình đạn để chạy ngay chân cái nọc đó luôn, cái các bạn biết xong cái ghe của mình 6 thước đó, chở một ghe đồ luôn, rồi có con nhỏ, có một thêm một thằng cháu nữa, cái bắt đầu gáy đi 2 vợ chồng với một thằng cháu với một đứa con, cái bắt đầu cái đi ra tới đó cái nó sóc nọc ngay chân cái giữa cái mơ cái lườn ghe luôn, nó chìm nó lún xuống, cái biết sao cái ông chồng mình đó nói sao biết không, trời ơi, tắt máy đè quay, tắt máy đè tắt ông sao không đè không ngay lại sau lưng, đè quay chân dịch lại là mình á, quýnh nó trơn Sợ rồi quá. sợ luôn rồi, cái bắt đầu anh tắt cái anh tắt rồi đè anh tắt rồi, cái tôi mới la làng lên nó trời ơi sao anh hết chuyện, anh tắt rồi anh tắt anh đè anh quay như chân dịch đây tôi rồi chém chết tôi rồi sao, cái bắt đầu anh hết hồn cắp đánh hết hồn cho anh quay lại sau lưng, cái quay lại sau cái chở lại chân dịch cái anh tắt được, cái đằng này biết sao không, có thằng cháu nó cũng 9-10 tuổi gì rồi, cái nó cũng biết lội hay lắm, cái kêu vậy con ơi con ôm một cái thùng mà thùng xăng đi con lội vô trước, từ ở ngoài cái cột đáy ngoài lội vô xong là tôi độ chừng chắc cỡ hệ gì cũng là cỡ 300 mét, cái bắt đầu cái thằng cháu cháu á nó cháu chồng á nó mới ôm vô nó lội vô, còn cái ông xã ông chồng thưa biết đầu quýnh hết trơn rồi, cổng đứa con mà lội vô tới vừa tới nhà sàn ở trên á, cái nhà sàn ở chủ nhà sàn đó người ta chưa ngủ, nó đổ chừng chắc cỡ 9-10 giờ nha, cái người ta mới ẵm đứa con tôi lên đứa con gái lên, cái ở trên nhà trên người ta mới lấy khăn của người ta đó tao quấn đứa con lại, cái ông chồng tôi đâu có kịp lột quần dài đâu, lội vô vừa tới vô bờ tưởng đâu đứt hơi thở mà tắt hơi luôn nữa, cái tôi mới quýnh hết trơn, nhớ ở ngoài này rồi cái nhà cái la làng lên cái ông câu tôm đó, ổng lại rồi ổng thấy gì ổng bơi lại, ổng bơi giết lại cái ông la làng lên cái người ta lại bắt đầu người ta mới nắm
nắm cái mà cái mũi ghe đó, cái sợi dây là tấu nắm kéo lên, cái ở trên mà trên nhà của người ta, nhà cưa cây đó, như cái người ta thấy vậy người ta mới chạy xuống, người ta đưa cái cây cưa cưa bằng cưa tay đó, cái ông thợ câu tôm đó ông mới lôi nắm kéo lên cái sợi dây đặng cho nó đừng có lún xuống nữa, nếu mà ông ấy như mình sốc nọc cắm cái cây mà giữa cái luồng ghe vậy đó, cái từ từ cái chìm cái nó lún xuống rồi cái cây thì đưa lên đó. Vậy đó cái ông chồng của mình á mới lấy mới lặn dưới cưa cưa mới từ từ mới đứt, cái bắt đầu cái ông thợ câu tôm đó ông thấy gì ông kéo lên rồi mới lòn vô lôi vô trong bờ á, đồ trôi hết trơn không còn gì, còn chỉ có cây dầm với mà hên còn được cây dầm, cái máy ấy, thì cu le đó nó bị hư rồi đâu có chạy được đâu, rồi trong khi đó ở gần Cần Thơ mà đất ở đâu có, đắp cái lỗ đó đâu, ở trên nhà cưa chỗ thợ cưa cây đó mới cho cái một miếng dán với mấy cây đinh đóng lại, rồi trong khi đó rồi đâu có đất mà đắp đâu, vừa đi á đi xong á bắt đầu cái tát một rồi còn cái dầm tát bơi về tới nhà là tới sáng bét luôn, từ Cần Thơ mà bơi về tới Duy Xuân rồi tới sáng bét luôn đó. Rồi nhìn cảm thấy cái cảnh nhớ hồi năm mình 31 tuổi đó. Mình gian nan dữ lắm luôn, khổ sở dữ lắm luôn mà hên không có sao, chứ hồi đó mình tự nhiên cái sao chìm ghe rồi cái mình biết sao không? Tự nhiên cái nhớ chực lại, tiền á thì để trong cái túi cũng còn hơi nhớ nhớ được một chút cũng mừng, cái xô mà uống nước đá của mình á cái mình quýnh hết trơn, cái mình mất tiền mình để trong cái xô đó mình ôm mình lậu vô, nhờ vậy với xa nhờ mình biết lậu với ai cũng biết lậu, chứ qua cái cơn đó là không có sợ cái cảnh mà thôi là không biết lậu là chết hết trơn. Con mình hồi cấp đó có 6 tuổi rồi cháu chồng rồi hai vợ chồng đi, rồi trong khi đó về tới nhà sáng bét má hỏi ủa sao mà mấy đứa con về sớm nha, mấy đứa con chìm ghe lạnh run muốn chết, má biết từ ở ngoài Cần Thơ mà bơi về tới đây má thấy run như thế nào, bơi bằng cái dầm không, từ Cần Thơ mà bơi về tới Duy Xuân nó lạnh nó run, về tới nhà quần áo khô chân, về tới đó là khô rồi. Một người bơi người một người tắt nước bơi rồi xong á mỏi mỏi quá, người nào mỏi thì đổi lại bơi viết về tới nhà, từ 9 giờ mà tới nhà về tới nhà là tới sáng bét luôn đâu có đất đâu, đất nó về về tới gần gần trong Mỹ Khánh á cái bắt đầu vô Cái Răng chút xíu rồi cái có đất mới móc đất đỡ một chút, móc đất sét đó đắp vô trong cái lỗ lũng đó, người ta cho miếng dán à nó lũng một lỗ chào bá bự gì nè bằng cái cục nó cái cục đấy đó cái gì, nhớ cái cảnh mình năm 31 tuổi, cái cảnh đó là cái cảnh cái tuổi của mình không được hên như vậy đó, rửa hết trơn nguyên cái món đồ luôn không còn cái gì hết trơn luôn, đi về chỉ là còn cái máy với cái người mà không có sao là thấy vui vậy đó cũng mừng rồi. Là năm đó mình còn nhỏ đâu có tiền bạc gì nhiều đâu, nhớ cuộc đời của mình nó sống ở Việt Nam nó như vậy đó. Cực khổ như vậy đó, qua đây cái mình thấy mình chán bánh ngày 10 đồng thấy nó cũng 1 giờ đồng hồ 10 đồng á mình thấy mình vui lắm, ở Việt Nam một mặn đường bà mà mặn đi mặn vậy hay là một ngày là kiếm có nhiêu có 200.000 à, là có giá nhiều lắm, 200.000 một ngày mần tối một ngày từ 5 giờ sáng mà đi cho tới 5 giờ chiều mới về, còn bên đây mần có 1 tiếng đồng hồ à chắn bánh 1 tiếng đồng hồ 10 đồng thấy 200 mấy rồi tính cũng vui, thấy vậy cũng có vui vui tuy nó ít mà có lấy ra hoài có vậy. Cái đèn nó có năng lượng nó tắt lên. Chị đứng lên đó, chị đứng lên cái nó cháy lên. Ok. Ok, cháy rồi đó chị. Tại vì cái đèn á nó năng lượng rồi nó tắt. Nói chị khô cổ rồi chị uống nước nha cả nhà. Tạm thời dừng lại 5 phút.
giải lao. Hồi nãy bóng đèn tự nhiên nó tắt đi, cái nó có hù không biết được. Bây giờ nói chuyện hồi nãy giờ kể cho xin quý vị thông cảm, cúp ở nhà điện. Và các bạn coi nè, mình ở nhà mình nóng bông quy xô như vậy nè, mình vô chai nước bông atiso cái mình uống uống vậy đó, uống nó mát gan lắm đó cả nhà. Bây giờ mình uống miếng nha cho nói chuyện cho trong trong lại đây ngồi. Ở bên Việt Nam á, mà ai mà qua Mỹ nó tính tiền mà bên Việt Nam rồi đó, cái cầm đồ lên là ưa bỏ xuống, ai cũng vậy hết, rồi từ từ rồi đi làm rồi có tiền rồi mới mới dám mua này kia, chứ mới qua thì đâu ai dám mua đồ, cầm lên thấy mắc quá bỏ xuống, làm hai người ta bán đồ không được, người ta bù. Bây giờ mua lại bù. Hồi xưa à, bán đồ á, đi mua đồ á, Việt Nam á, thì suy nghĩ nó cũng tính ra thì mình cũng không có rẻ gì cho mấy bên Việt Nam, tại vì ở bên bệnh á, thì bằng cái tiếng nó ngắn ngủ ít số tiền thôi, chứ bên này á, thì tuy vậy chứ mình tính ra đồng đồng vậy đó, mình tính ra là cũng nhiều tiền lắm đó. Rồi chị kể vụ mà chị gì bán thịt bán cá gì ở ngoài chợ đó, chị ngồi chị bán gì đó, ngày nào đắt ngày nào ế đó, chị kể đi. Hồi ở Việt mình Nam ra chủ đề cho chị kể. Ok, không em kể đó. Đi cho khán giả nghe. Hồi ở Việt Nam đó, các bạn nhìn biết mình như thế nào, ngày Tết đó ai bữa mùng một á, mùng một á người ta không có bán, mình không có nghỉ mùng một luôn, bữa mùng một mình bán thấy ham lắm luôn, đồ cũ hay đồ mới gì mình mua mình chuẩn bị dành trước á, tại vì ở chợ cầu Ông Giang đó bữa mùng một không ai bán hết trơn á, cái mình thì mình ở tại chỗ mà mình tiếc, mình ham, mình còn đang ngủ ở trong mùng á. Mùng 1 mình tính để nổi nắng lên mình không mở cửa chút, không có đâu. Mới 5 giờ sáng là bắt đầu là kêu sụm hết trơn. Bạn ơi thức dậy đang bán đồ, hỏi tính mùng 1 ngủ cho nó đã đời luôn. Tại vì mình bằng mấy ngày kia nó quá trời cực luôn rồi. Mình thức dậy mình ngồi mình bán một hơi á, các bạn biết sao? Một hơi là ham lắm hả chị? Rồi một hơi là cỡ khoảng có chừng 2 tiếng, 2-3 tiếng một hồi nha. Là cỡ 40 ký bún, 60 ký bún. Rồi hai đồ gãy, hai đồ thịt cá gì của mình còn cù lại đó, bán hết luôn. Cái bữa gọi xong bán xong hết rồi, cái chiều của mùng 1 á, mới có người ta mới đem hàng lại. Sáng mùng 1 á, đâu ai có còn đâu. Mình thử ra mình dự cù lại, mình biết năm nào cũng bán y gan như vậy. Mình dự cù lại, mình để dành vô thùng nước đá. Rồi có bùng một cái mình tung ra mình bán, thấy mà ham lắm luôn. Chỉ có mình một chợ thôi. Cái các bạn biết sao? Mình đâu có bán bánh mì đâu. Đâu bán bánh mì không đâu. Mình thấy người ta không bán, mình lại mình chạy ra cái chỗ mà người ta làm bánh mì đó. Cái mình mua bánh mì kêu người ta ngày đó đem lại cho mình. Thôi mình bán cũng thấy ham lắm, vô cần xé ai tự ai nó lại lấy bọc rồi đếm để vô, thấy ham lắm. Mùng một Tết là ở Việt Nam mình không có nghỉ, cái bữa mùng hai cái mình khỏi khai trương, không khỏi cúng gì thêm nha, tại vì mình đâu có nghỉ ngày nào đâu mà khai trương đó. Chứ người ta thì thường thường người ta nghỉ mùng một á thì sang qua mùng 2 là qua ngày năm mới của người ta rồi, người ta phải khai trương. Mình không có, mình năm nào cũng không có khai trương nhá, tại vì mình bán tiếp tục luôn rồi lấy gì khai trương. Nhớ ở Việt Nam nhiều cái kể lại vui lắm. Bán cực khổ thiệt chứ mà vui, tại vì có bạn đồ ngoài chợ, có bạn á, gặp mỗi ngày hết bạn này tới bạn kia. Vậy cả nhà đó nha, có buôn bán gì bên Việt Nam đó, các bạn cứ mở cửa bán bữa mùng 1 luôn nha. Mở cửa bán mùng 1 thì hên được qua Mỹ đó.
mùng một bán là hên 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 có được qua tiền, Mỹ đó. có tiền mấy bạn mới gom về, mình mới gom về bên Mỹ mình sống bên đây nè. Bây giờ hiện tại á, hồi 2018 mình còn ở bên Việt Nam, mình cũng còn đi bán từng cái nải chuối, từng cái bắp chuối, từng cái trái cây này kia nọ. Mình có bao nhiêu ở trái cây trong vườn, mình không có bán đám đâu, mình đem mót, ngày nào mình cũng bẻ, mình đem ra chợ mình hái mình bán cho nó vui. 2018 mình còn bán bên ăn Tết ở bên Mỹ. Ủa, ừ phải, bên ở Việt bên Việt Nam. Nam, bên Việt Chị Nam nói lộn, bên Việt Nam quên. Rồi xong rồi 2019 là mình ăn Tết bên Mỹ, mình thử ra mình nhớ nhiều cái kỷ niệm ở bên Việt Nam, sống mấy chục năm rồi, mình thử ra về bên Mỹ thì cũng nhớ Việt Nam nhiều lắm. À, nhớ từng người mà để mua bán tại chỗ, tại chợ Cầu Bông Giang của chợ quê của mình đó, vui lắm, nhiều kỷ niệm lắm luôn. Nhớ từng người hết trơn, nhớ từng người ở chợ Cầu Bông Giang, từ người mà mình gặp hàng ngày vậy thôi, tại vì mình sống ở Việt Nam đó, quá nhiều rồi. Thử qua năm nay Tết 2019 là mình ăn Tết bên Mỹ, 2018 mình còn ở Việt Nam. Có đi qua Mỹ là vui ha các bạn. Kệ đi, nhầm khi hên lắm mới được qua bên đây. Chỉ qua đây thì chỉ nhớ bển, thì ở bên bển thì muốn qua bên Mỹ đó. Bởi người ta nói làm con người là vậy đó. Mình ở bên Mỹ thì nhớ Việt Nam nhiều, ở bên Việt Nam thì mơ ước khi nào mới được qua Mỹ. Mình nói hồi đó mình không bao giờ mình được qua bên Mỹ đâu, chắc không bao giờ, từng tuổi này làm sao mà có ở bên Mỹ được. Chắc mà là cầu nguyện dữ lắm mới sối 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 chát mới được đi. Mình không ngờ á, ngày 2018 á, mình ở bên Việt Nam, 2019 mình được vui vẻ hạnh phúc được ở bên Mỹ, xa vắng cha mẹ anh chị em và con cháu, buồn lắm chứ, mà được qua đây thì nó vui rất nhiều. Những người ao ước á, giống như mình á, từng tuổi giống của chung với cỡ mình vậy đó, người ta ao ước qua Mỹ như lắm luôn mà không được. Mình qua Mỹ gì chứ, mình buồn cỡ nào buồn cũng phải gán vui lên. Chị hứa với các bạn rồi đó nha, đừng có khóc nữa nha, nhớ mình bệnh cứ khóc hoài hà, giống như em bé vậy đó. Nhớ chứ, mà kìm nước mắt đâu được đâu. Hồi nãy giờ chảy ra hoài luôn. Hồi nãy giờ kìm đó, chứ không kìm là nó xuống hai giọt, xuống ghê ghê, xuống đưa. Thôi giờ nhớ bên Việt Nam á, thì bên đây á, gán đi làm có tiền, rồi gửi cho anh chị em mấy ngày lễ với Tết rồi đó, ngờ 100 đô hay 50 đô người ta cũng vui. Phải không cả nhà? Chúc các bạn và cả nhà muốn đi qua Mỹ giống như mình vậy đó, là phải nhớ mình đi, nhớ mình nhiều đi, rồi là phải qua giống như mình như vậy. Mình chúc các bạn được như vậy. Mình sẽ hẹn lại gặp các bạn vài năm nữa, là các bạn qua Mỹ chung với mình đi cho nó vui. Mình nhớ nhiều lắm các bạn ở Cầu Bông Giang á. Còn nói gì nữa không? Nói cho nó vui đi. Em không biết nói gì nữa, chị nói đi. Thôi, bây giờ mình chúc các bạn và cả nhà được ngày hạnh phúc và vui vẻ giống như hai chị em của mình như vậy nè. Là thôi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại vài năm là mình phải hẹn gặp lại qua Mỹ, tại Mỹ Việt, như Việt Nam phải qua Mỹ giống như mình vậy nè. Cả nhà nghe mình chưa? Mình không ngờ, mình tưởng tượng mình cũng như là con chim bay vậy đó. Chị bay qua tới Mỹ chị vui quá, chị vui chị khóc luôn á cả nhà. Cả nhà có buôn bán bên Việt Nam nhớ bữa mùng 1 mở cửa nha, là được đi Mỹ đó. Chị mình bán vậy đó. Hồi đó mình bán mà mùng 1 mình gom lại đó, mùng 1 mà mình gom lại vậy mình mới có tiền đi về Mỹ đó. Chị không nỡ à, máy bay các bạn đó cứ nói hoài luôn á. Bữa nay á chị vui đó nên chị nói nhiều á. Bye cả nhà nha.